Chào mừng các bạn quay trở lại với Khoa học và Khám phá. Vào đầu thế kỷ 19, nhà thiên văn học người Áo, Joseph Johann von Lichow, đã tha thiết đề xuất rằng con người nên đào các rãnh có cấu trúc hình học rộng lớn trên sa mạc Sahara, đổ đầy dầu hỏa và đốt chúng lên. Ý tưởng là để gửi một thông điệp rõ ràng đến những nền văn minh ngoài trái đất khác trong hệ mặt trời rằng chúng ta đang ở đây. Ý tưởng của von Lichow không bao giờ thành hiện thực. Tuy nhiên, rất lâu sau khi von Lichow đề xuất kế hoạch đầy tham vọng của mình, nhân loại vẫn chưa ngừng nỗ lực liên hệ với sự sống ngoài trái đất. Vậy, chúng ta đã gửi những thông điệp gì cho người ngoài hành tinh? Sóng vô tuyến đã hiện thực hóa nhiệm vụ tuyên bố sự tồn tại của trái đất. Năm 1962, các nhà khoa học Liên Xô hướng một máy phát vô tuyến vào sao Kim và chào hành tinh này bằng mã Morse. Lời chào đầu tiên này bao gồm 3 từ: Mir, tiếng Nga, có nghĩa là hòa bình hoặc thế giới, Lenin, và SSSR, từ viết tắt của Liên bang Xô Viết trong bảng chữ cái Latin. Thông điệp này được coi là mang tính biểu tượng, theo một bài báo năm 2018 trên tạp chí Sinh vật học quốc tế. Đó là một cuộc thử nghiệm cho một radar hành tinh hoàn toàn mới, một công nghệ gửi sóng vô tuyến vào không gian, với mục tiêu chính là quan sát và lập bản đồ các vật thể trong hệ mặt trời. Năm 1974, một nhóm các nhà khoa học, bao gồm các nhà thiên văn học Frank, Crick và Casagrande, đã chuyển một thông điệp vô tuyến từ đài quan sát Arecibo ở Puerto Rico về phía Messier 13, một cụm sao cách chúng ta khoảng 25.000 năm ánh sáng. Hình ảnh được gửi dưới dạng mã nhị phân, mô tả hình người gậy, cấu trúc ADN xoắn kép, mô hình nguyên tử carbon và sơ đồ kính thiên văn. Theo nhà tâm lý học Douglas và Koch, chủ tịch của tổ chức phi lợi nhuận tin nhắn ngoài trái đất cho biết, thông điệp Arecibo đã cố gắng đưa ra một bức tranh tổng quát về con người chúng ta bằng ngôn ngữ toán học và khoa học. Thông điệp Arecibo, theo đúng nghĩa đen, là một phát súng trong đêm tối. Sẽ mất khoảng 25.000 năm ánh sáng để đạt tới Messier 13, mà tại thời điểm đó, cụm sao sẽ di chuyển. Theo Seth Shostak, nhà thiên văn học tại Viện Tìm kiếm Sinh vật Thông minh Ngoài Trái đất SETI, cho biết, người ngoài hành tinh, nếu có, vẫn có thể phát hiện ra tín hiệu khi nó vụt qua, nó có cường độ gấp 10 triệu lần tín hiệu vô tuyến từ mặt trời của chúng ta. Nhưng điều đó khó xảy ra. Theo một nghĩa nào đó, đó là thông điệp mạnh mẽ nhất. Nó giống như một bảng quảng cáo khổng lồ, nhưng lại nằm trên cánh đồng ở đâu đó. Nhân loại không chỉ dựa vào sóng vô tuyến để liên lạc, chúng ta cũng đã phóng tàu vũ trụ chứa các đồ tạo tác từ trái đất. Các tàu vũ trụ Voyager 1 và 2 được phóng vào năm 1977 để khám phá các vùng bên ngoài của hệ mặt trời và không gian giữa các vì sao của chúng ta. Mỗi tàu mang một bản ghi chứa âm nhạc, âm thanh xung quanh từ trái đất và 116 hình ảnh về hành tinh và hệ mặt trời của chúng ta. Tàu vũ trụ Voyager vẫn đang di chuyển qua không gian giữa các vì sao trời được khám phá. Nhưng khả năng điều đó có xảy ra. Theo Sherry Wells Jensen, nhà ngôn ngữ học tại Đại học Bowling Green State ở bang Ohio, người chuyên nghiên cứu về trí thông minh ngoài hành tinh cho biết, không, đó chỉ là một nỗ lực đẹp đẽ và thơ mộng, đáng yêu và dũng cảm, ngay cả khi nó vô nghĩa về mặt thực sự giao tiếp. Các chuyên gia đồng ý rằng khả năng bất kỳ nỗ lực nào trong số này sẽ tiếp cận các nền văn minh ngoài hành tinh là thấp. Tất nhiên, kết quả đó phụ thuộc vào việc liệu có sự sống ngoài hành tinh trong hệ thống sao của chúng ta hay không. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả những thông điệp này đều vô nghĩa. Theo Sherry Wells Jensen, chúng ta đang tìm kiếm. Tại sao họ không tìm kiếm? Và nếu những thông điệp của chúng ta không thể hiểu được đối với những sinh vật giả định này, vậy là được rồi. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất mà chúng ta từng nói là chúng ta tồn tại. Nhưng nếu giả định rằng những thông điệp của chúng ta đến được với những nền văn minh tiên tiến hơn ngoài trái đất, thì họ có tới xâm chiếm trái đất. Theo giáo sư Jacob Van Loon, nhà vật lý thiên văn kiêm giám đốc đài quan sát Kiel, tại Đại học Kiel ở Vương quốc Anh, đã đưa ra cảnh báo rằng một loài sinh vật có nền văn minh tiên tiến hơn ngoài trái đất có thể coi con người là mối phiền toái cần xóa sổ. Điều này không phải là không có cơ sở khoa học. Theo giáo sư Jacob Van Loon, nếu so với thời gian tồn tại của vũ trụ, sự sống trên trái đất vẫn chỉ là một điều mới mẻ.
Những dấu hiệu đầu tiên của sự sống trên trái đất xuất hiện cách đây khoảng 3,5 tỷ năm, còn vũ trụ tồn tại lâu hơn khoảng hơn 10 tỷ năm. Nếu trái đất không phải hành tinh duy nhất tồn tại sự sống, thì việc một thứ gì đó có trước chúng ta và tiên tiến hơn nhiều là điều cực kỳ khả thi. Nếu những người ngoài hành tinh này cũng trải qua cùng quá trình tương tự sự sống trên trái đất. Mặt khác, xét theo quá khứ của nhân loại, một dân tộc với công nghệ tiên tiến hơn thường không quan tâm đến những nền văn minh lạc hậu hơn họ, tính trên thang thời gian phát triển. Chẳng hạn như khi người châu Âu chạm trán với người Mỹ bản địa, đã suýt tiêu diệt họ để chinh phục tân thế giới. Giáo sư Jacob Van Loon cho rằng, một loài sinh vật ngoài hành tinh có nền văn minh tiên tiến, có thể dễ dàng quét sạch loài người chúng ta. Jacob Van Loon cũng giả sử rằng, người ngoài hành tinh có thể cần một ngôi nhà khác, nếu vì lý do nào đó, chẳng hạn như biến đổi khí hậu, chiến tranh hạt nhân, hoặc một tác động lớn từ tiểu hành tinh, khiến họ phải rời bỏ hành tinh của chính mình. Hoặc cũng có thể họ không tìm kiếm tình bạn. Có rất nhiều ví dụ từ lịch sử của chính chúng ta, về những lần con người đã du hành đến một nơi nào đó trên trái đất, và hành động tàn nhẫn, giết hại, hoặc nô dịch những người sống ở đó. Người ngoài hành tinh định cư trên trái đất, có thể muốn chúng ta tránh xa con đường của họ. Có một lý do khác, con người là những kẻ săn mồi ăn các sinh vật sống khác. Người ngoài hành tinh cũng có thể thấy, con người là một loại thức ăn. Để trả lời câu hỏi về lý do tại sao, người ngoài hành tinh vẫn chưa tìm cách tiếp xúc với trái đất, giáo sư Jacob Van Loon cũng nêu giả thuyết rằng, người ngoài hành tinh có thể không quan tâm đến chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể tìm thấy họ trong tương lai gần. Những thông điệp liên lạc trong không gian vũ trụ rộng lớn cần mất nhiều năm, và việc di chuyển còn lâu hơn nữa, trừ khi những nền văn minh đó sở hữu công nghệ di chuyển siêu nhanh. Như đã đề cập, khả năng những thông điệp của chúng ta trong bất kỳ nỗ lực nào trong số này tiếp cận được các nền văn minh ngoài hành tinh là cực kỳ thấp. Và tất nhiên, điều đó phụ thuộc vào việc liệu có sự sống ngoài hành tinh trong hệ thống sao của chúng ta hay là không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!